chiến mẹ ghẻ con chồng. Hôm nay mở cuộc đại hội cổ đông, tôi sẽ tuyên bố chuyện phân chia cổ phần. Cá nhân tôi nắm giữ 15% cổ phần, tôi sẽ chuyển 5% cho vợ hiện tại của tôi. Tất nhiên, đợi con trai tôi ra đời, tôi sẽ chuyển 5% nữa. Bà khoan đã, chuyện chuyển cổ phần con nghĩ ba nên suy nghĩ lại đi. Ủa, sao con lại tới đây? Không thấy ba đang họp hả? Đừng có quậy nữa. Bà bớt chuối ngục lại đi. Cái công ty này là do mẹ con với ba cực khổ gầy dựng lên mà. Ba định dâng nó cho người ngoài sao? Con còn nhỏ, chuyện công ty con không hiểu đâu. Ba, con không còn là trẻ con nữa. Con 14 tuổi rưỡi rồi. Ba có biết sau lưng ba bà ta đã mua 41% cổ phần rồi không? Thêm 10% của ba nữa là bà ta có thể nắm giữ công ty rồi. Đúng rồi đó tiểu thư. Con nên đi học đi, đừng có quản chuyện người lớn nữa. Con làm ba mất mặt quá. Con mà không đi ba gọi bảo vệ đó. Ba có biết mối quan hệ của hai người đó là gì không? Ba có biết đứa con trong bụng bà ta là của ai không? Tổn tổn, dì tưởng là con không hiểu chuyện, nhưng không ngờ con còn nhỏ mà đọc mồm đọc miệng như vậy. Ê con mẹ kia, tôi chưa có nói gì nghe, bà gấp cái gì? Bà và ông Năm Nổ có mối quan hệ gì? Wow, Năm Nổ tám lựu đạn, nghe cái tên hợp với L luôn á. Chắc không phải là yêu đâu ha. Còn đứa con trong bụng của bà á là của ai thì bà tự khắc biết ha. Con tiểu thư, cô đừng có vu khống, cô có chứng cứ gì không? Ok, các người cần chứng cứ đúng không? Anh đã âm thầm thu mua cổ phần của công ty rồi. Rồi bộ bác sĩ anh tính sao rồi? Có chắc chắn là ổn không đó? Yên tâm, anh đã đưa ông ta 200 triệu rồi. Chỉ cần ông ta nói đứa con trong bụng của em là của nhà họ Võ. Bản ghi âm trong điện thoại tôi còn dài lắm. Hai người đến gần cảnh sát, từ từ mà nghe ha. Tôi còn có cả ảnh thân mật của hai người nữa đó. Trời ơi, còn có cả lịch sử chuyển khoản cho bác sĩ nữa. Mày, mình à, nghe em giải thích đi. Bà đừng có gọi đó là mình. Dám tính kế trên đầu tôi. Thư ký Dồ, báo cảnh sát. Dạ, giám đốc. Tao đã quá coi thường mày rồi. Tử tế với tôi á thì tôi tử tế lại. Còn khốn nạn như vậy mà bắt tôi tử tế á. À, tử đi rồi tôi tế.